Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu cho anh em tham gia một chương trình Arab ARC Blog Photoco. Mình nhận tóc cần ABB nha các bạn. Để tham gia giá hôm nay, tất cả các bạn click phần link mô tả dưới video của mình, mở tới ra một nút start chatbot nữa mà. Mình sẽ nhận được 50 tóc cần ABB nè. Một tóc cần ABB bằng 0.5 ODT, con này trong chương trình bán hàng phi sale hay sao ta. Và bằng số này gấp nha các bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller nè các bạn. Một kênh nè. Các bạn bắt up lên nè. Tiếp tục follow Telegram nè, hai kênh. Các bạn bắt up lên nè. Tiếp tục bạn follow Twitter nha các bạn. Giờ fan. Twitter thì các bạn theo dõi nè. Các bạn like nè các bạn. À. Theo dõi các bạn like và tweet the game nè, like nè. Bạn test lại bài viết the game các bạn. Kênh thì dấu 2 nè. Và các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Cái máy mình quá mượt mà đụng vô cái nó nhảy tào lao. Các bạn bắt đáp lại nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn follow minimum và subscribe kênh YouTube nha các bạn. Follow minimum nè. Rồi, minimum thì bạn follow nha bạn. Rồi, các bạn bắt đáp lại các bạn. Các bạn lưu ý nè, nếu các bạn follow không được thì các bạn nhấp vô đây nè. Các bạn copy, các bạn dẹp bắt qua Google, các bạn follow nha bạn. Rồi tiếp tục các bạn subscribe kênh YouTube nè. Thì trên kênh YouTube của nó thì các bạn bấm đăng ký nè các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại nha bạn. Rồi các bạn bấm vào nút submit detail nè. Tiếp tục bấm done nè. Liên tại Twitter và lúc file link của mình nha các bạn. Thì bạn nào không biết thì xem lại video của mình để có phần hướng dẫn lấy liên tại Twitter minimum này nọ đâu, tất cả các thứ để cho bạn. Copy lại nè. Rồi các bạn chia về con bot nè các bạn. Các bạn bỏ cái làm dự án này nha các bạn. Bắt từ đây nè. Rồi bạn gửi cho bot nè. Tiếp tục thì đường link profile minimum các bạn. Vì mình đã sang qua đây cho nó mau các bạn ơi. Rồi các bạn bắt up rồi. Dán vào đây nha bạn. Tiếp tục đường link YouTube nha bạn. Tiếp tục thì mình gọi địa chỉ BNB Smart Chain, các bạn có thể dùng địa chỉ trên ví Sapphire Wallet hoặc là ví Chuk Wallet nha bạn. Thì mình dùng địa chỉ ví Chuk Wallet nha bạn. Thì các bạn copy địa chỉ BNB Smart Chain nha các bạn. Địa chỉ này nè các bạn. Rồi các bạn sao chép lên nè. Rồi tất cả các bạn bắt up lại, các bạn bắt lại gửi cho bot nè các bạn. Rồi các bạn join vào kênh Telegram của nó nè các bạn. Rồi đây thì mình join rồi, các bạn bấm done nha các bạn. Twitter and retweet bot, bấm yes nha các bạn. Rồi bấm vào status để cập nhật tài khoản mình nè các bạn. Ok, các bạn việc lên đường dép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân nó kiếm thêm tốt càng nha các bạn. Giờ video đây là bước thức mình, chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.